Mình cần mua đất chính chủ Bình Dương, bạn nào bán xin bình luận dưới clip nhé. Xin các bạn đừng gọi bán đất vào các số điện thoại tiệm cá mà mình quay clip, vì mình mới là người cần mua đất chứ không phải các tiệm cá ấy. Các bạn gọi cho họ khiến mình cảm thấy rất áy náy vì đã làm phiền họ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, mình đang ở nhà cô bán cá cảnh siêu rẻ và lúc này thì trời đã tối rồi, cho nên mình quay chất lượng nó không được ổn lắm. Và mình thấy bữa nay cô lấy ốc táo về này các bạn này, táo vàng với lại táo tím. Về cái công dụng của loại ốc này thì nó được dùng để dọn bể khá là tuyệt vời các bạn ạ. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng. Cô hiện tại chưa dám lấy ốc về nhiều, bởi vì có nhiều người không biết á, cho nên là cô sợ bán không có chạy hàng. Thì nếu các bạn coi ở trên mạng mà thấy các bạn thấy nó hay á, thì các bạn có thể hỏi cô á. Nếu mà cô thấy nhiều người hỏi thì lần sau cô sẽ lấy về nhiều hơn các bạn ạ. Chứ lần này thì cô chưa dám lấy về nhiều. Giá của những em ốc này là 5.000 một con nha các bạn nha. Chỉ có 5.000 một con thôi. Còn mấy em ba đuôi này là 5.000 một con này các bạn này. Ba đuôi đỏ đó các bạn. Còn mấy em mắt lồi á là 10.000 một con. Thì cái này, cái ba đuôi này thì mình cũng quay ở nhà cô nhiều lần rồi. Bữa nay mình chỉ quay một số cái điểm nhấn chính thôi. Những loại cá nào mình thấy nó lạ lạ mới mới thì mình quay thôi các bạn ha. Các bạn cũng có thể xem những cái tập trước của mình để biết rõ hơn về cô bán nha các bạn nha. Mình sẽ để cái địa chỉ ở dưới link, ở dưới phần mô tả clip với lại ở phần bình luận đó các bạn. Mình nhắc lại nha. Rồi, mấy em full go này cũng gần hết rồi, cô bán gần hết rồi. Giá của chúng là 20.000 các bạn ạ. Bữa nay cô bán gần hết rồi. Hôm bữa mình ghé thì mình thấy nhiều hơn, nhưng mà bữa đó mình lại không cầm máy quay theo. Bữa nay thì gần hết rồi, này 20.000. Còn Ranchu này các bạn này, cái này 30.000 một cặp nha các bạn nha, tức là 15.000 một con. Các bạn cũng có thể thấy là còn mấy em Phượng Hoàng ở trong hồ nữa kìa các bạn kìa. Phượng Hoàng thì cô thường bán là 5.000 một con các bạn nhé. Còn Phát Tài này là 15.000 này các bạn này. Con màu trắng là con Phát Tài. Còn con Tây Tượng Châu Phi á, là 30, 35 tùy đợt. Còn con Phát Tài này là 15 nha các bạn nha. Bạn nào ở Tân Vĩnh Hiệp Bình Dương á, hoặc là có thể ghé được cái khu Tân Vĩnh Hiệp Bình Dương thì có thể ghé cô mua nha các bạn nha. Cô chỉ bán cá trực tiếp thôi chứ không có ship. Thì được cái là cô bán lúc nào cũng rẻ hết các bạn ạ. Thì mình sẽ để cái địa chỉ, cái hướng dẫn tới chỗ nhà cô ở dưới phần bình luận và phần mô tả clip nha các bạn nha. Rồi chào các bạn.